những câu chuyện nhỏ để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi. Qua dặm cuộc sống. Ôi, chào mày, mày đi, mày lóc tiếp theo mang mình. Mày lóc. Thành bây giờ mình thấy là trường hơi nhỏ, làm tiết mục không ai quan tâm hết. Đúng, đúng rồi các bạn ơi, mình cũng đi làm ngân hàng quá, quá buồn. Giờ mình chuẩn bị hát nha bạn, mình đang giữ giọng chị nha, đang bán chà dông nha, chỗ tình yêu nó có nứt, nó có nứt rồi, chặt vô nó có biết nứt á, cái nứt vừa đúng rồi đó, rồi nứt. Ôi được, được quá, được quá, được quá, quá có bọn thôi, được luôn. Quá ghê các bạn ơi, chào anh em. Chà dâu lúc 11:32 á bạn. Trên bề mặt của mình, giờ mình đéo có đá. Mẹ có đá ba bóc đại luôn, uống dơ xíu ba. Ít trái vô tầm, 6 lát vô tay, cộng 1 muỗng hành chấm. Hình như là vậy là xong rồi đó, còn mấy kia là tấp bên trang trí thôi. Anh này cảm nhận này. Là chết mẹ, tao thấy nó đéo vô rồi. Anh này cảm nhận. Uống đi, uống đi. Sợ nữa. Trời ơi, chắc thôi đó. Được không? Mùi chè hơi nhiều mày ơi. Mỹ sao nha. Mùi chè hơi nhiều. Được rồi, uống đi của anh. Nó hơi đậm chà. Mày dắt mắt vô vô. Rồi nửa trái á. Mùi chè không. Miếng. Mùi chè ơi, mùi chè hơi nhiều. Uống thử đi, uống mấy cái bể, cái lát khỏi lắc luôn. Mình cười mình la lớn quá. Được, vô. Cảm nhận sao nha. Được, ngon hết luôn. Nó ăn ngon. Còn chú rồi, nói rồi. Đó, đây là món chà dâu nha.
Nè Liêm này nè, Liêm đây nè. Mẹ mày nghệ quá vậy. Chàng hay vải các bạn ơi. Chàng hay vải. Quá bây giờ. Giờ bán hết các bạn ơi, kiệt sức quá. Rồi. Chào các bạn nha, giờ mấy mình mới bán hàng xong nha. Thợ mới lâu. Đi giao hàng quá mệt mỏi rồi. Tiền. Anh yêu cái đến được với nhau đâu, với nhau hay không anh nghĩ là tự nhiên.